Trong hiệp 1, huấn luyện viên Hữu Thắng tung ra sân đội hình mạnh nhất hiện có trong tay và sớm có bàn dẫn trước từ pha dứt điểm của Đinh Thanh Trung sau tình huống chuyền bóng của Hồng Duy. Hiệp 2, những sự thay đổi người ở hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam đã không có được sự ăn ý và để đội bóng của quyền chủ tịch Lê Công Vinh bất ngờ vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1. Ngay sau đó, Công Phượng với pha sút phạt đẹp mắt đưa bóng vào lưới của Quốc Thiện Ensele san bằng tỷ số 2-2. Tuy nhiên, Victor đã ấn định tỷ số 3-2 cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh bằng bàn thắng từ chấm 11m. Thực ra hôm nay bọn em vẫn chưa có đầy đủ các thành viên, thế nên bọn em cũng ảnh hưởng ít nhiều. Thì em nghĩ đội trận đấu này thiên về bọn em tập về khả năng phòng ngự hơn. Thì đội bạn thì có những các ngoại binh thì em nghĩ đó là một điều tốt, tại vì đối thủ rõ ràng cũng có những cầu thủ to cao. Thì em nghĩ bọn em hôm nay đã học được ít nhiều.